Cụ Nguyễn Thị Huệ ở Hà Nội là bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu nhiều năm. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, việc khám chữa bệnh của cụ gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, những hoạt động hỗ trợ khám bệnh tại nhà và tư vấn trực tuyến là vô cùng thiết thực, hiệu quả. Chỉ với một cuộc điện thoại, sẽ có nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, bệnh nhân sẽ được gửi mail hoặc tin nhắn điện thoại để có thể truy cập vào kho dữ liệu của bệnh viện nhận kết quả và được đặt lịch hẹn để các bác sĩ giải thích kết quả, trao đổi tình hình thể trạng, tư vấn điều trị cũng như giải đáp các thắc mắc của người bệnh và gia đình bằng hình thức trực tuyến. Nhờ đó, quá trình điều trị các bệnh mãn tính của cụ vẫn được duy trì ổn định, đầy đủ mà không cần phải đến bệnh viện. Ở trong thời đại hiện nay thì công nghệ thông tin rất là thuận lợi đối với lại mọi người, có thể trực tiếp được nghe tư vấn của các bác sĩ. Nhất là nhà mình có cụ già ấy, thì cụ không phải đi lại. Hai nữa là cũng không phải chờ đợi gì ở bệnh viện cả. Rất là phù hợp với cái lúc mà trong khi phải dịch, phải cách ly như hiện nay ấy. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các buổi tư vấn trực tuyến như thế này được tổ chức đều đặn mỗi tuần với sự tham gia của các bác sĩ ở nhiều khoa khác nhau để có thể tư vấn được đầy đủ, chi tiết cho bệnh nhân. Quá trình này sẽ hỗ trợ những bệnh nhân cao tuổi hay trẻ em không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ đợi để được khám, giảm áp lực và tình trạng quá tải cho các bệnh viện cũng như các y bác sĩ. Chúng tôi đã trang bị các xe máy chuyên dụng với các phương tiện telemedicine cầm tay đến các nhà bệnh nhân. Bệnh nhân có thể được lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn qua telehealth. Đồng thời với những cái phát kiến mới, chúng tôi đã có thể tiến hành làm điện tâm đồ, để xét soi nội soi tai mũi họng, thậm chí cả siêu âm tim bằng các phương tiện sạch tay mà không cần bác sĩ, mà chỉ cần những kỹ thuật viên đi đến từng nhà bệnh nhân. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới chữa trị các ca bệnh khó, không có điều kiện chuyển lên tuyến trên trong mùa dịch bằng hình thức trực tuyến cũng là hoạt động được đẩy mạnh. Các bệnh viện tuyến dưới sẽ gửi kết quả khám, xét nghiệm và cùng các bác sĩ của bệnh viện tuyến trên hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện chúng tôi sẽ mở rộng việc khám tại các phòng khám ở các bệnh viện tuyến tỉnh, ở các vùng sâu, vùng xa và khuyến khích nhân rộng mô hình khám chữa bệnh tại nhà, lấy mẫu máu tại nhà ở các bệnh viện theo các cái mô hình Bệnh viện Đại học Hà Nội đã triển khai. Và một ước mơ của tôi đấy chính là các cái công cụ, các device khám chữa bệnh từ xa sẽ được made in Việt Nam với sự sáng tạo của các nhà khoa học kỹ thuật ở Việt Nam cùng với sự hợp tác của các chuyên gia, các bác sĩ. Năm 2020, đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 đã được chính phủ đẩy mạnh triển khai. Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong y tế là điều cần thiết, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân và các y bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Hàng loạt bệnh viện trên cả nước đã và đang xây dựng các trung tâm tư vấn khám bệnh từ xa telehealth. Mục tiêu là 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa sẽ được thiết lập để mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám và chữa bệnh.